Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với miền Trung VN. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái quay cảnh, cái quá trình ép kính cho một chiếc điện thoại cho các bạn cùng xem. Trên tay mình đang cầm là cái điện thoại Samsung A10 nha các bạn. Đây thì chiếc điện thoại này mình đã tháo cái nắp sau và cái nắp bảo vệ cái thân máy ra rồi, và đã tách luôn cả cái màn hình ra khỏi cái thân máy rồi các bạn. Đó, thì mình ở đây mình chỉ giới thiệu quá trình ép cái kính, thay cái kính một chiếc điện thoại như thế nào cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình thực hiện tháo cái màn hình ra khỏi cái thân máy nè. Giờ mình thực hiện tách cái kính bể của cái chiếc màn hình này ra khỏi cái màn hình này. Thì các bạn cùng xem cái cảnh mình thay cái kính cho một cái màn hình điện thoại như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây, bây giờ tới cái đoạn mình thao tác tách cái mặt kính ra khỏi cái màn hình nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi cái đoạn mình tách cái kính ra khỏi cái màn hình. Đây là cái máy nhiệt mình để lên đây rồi để cho máy nhiệt nó hút chặt cái màn hình xuống rồi mình thao tác tách cái màn hình này các bạn. Tách cái kính ra khỏi màn hình này các bạn. Đây mình sử dụng bằng cái còng thép nhỏ này các bạn. Như vậy thì mình đã tách được cái kính ra khỏi cái màn hình này các bạn. Đây cái lớp kính màn hình nè. Còn đây là cái màn hình hiển thị. Mình đã tách hai cái này rời ra khỏi nhau nè các bạn. Bây giờ tới cái giai đoạn mình làm keo, vệ sinh keo rồi mình vào lại cái kính mới cho cái màn hình nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đến đây thì mình đến cái giai đoạn mình làm vệ sinh cái keo trên cái màn hình nha các bạn. Làm cái keo cũ của cái màn hình này mình lột cho nó sạch đi rồi mình mới vào keo mới cho cái màn hình này. Ở đây mình sử dụng cái máy cuốn keo này cho nó nhanh nè các bạn. Sử dụng cái máy cuốn này cho nó nhanh. Tính làm bằng tay cho các bạn nhìn cho nó vui mà nó là hơi bị lâu. Mình cuốn bằng cái máy này cho nó nhanh xí đi. Ở đây là mình đã làm vệ sinh keo nó tương đối ra hết keo này các bạn. Rồi tới cái đoạn mình lau vệ sinh keo này các bạn. Ở đây mình bỏ cái màn hình lên cái tấm này để mình làm vệ sinh cho nó dễ hơn. Ở đây mình sử dụng cái khăn lau bằng cái vải thun mỏng này, mềm này các bạn. Ở đây thì có thêm cái nước lau kính màn hình điện thoại bằng cái nước này. Mình xịt vào cái khăn này. Đây mình lau. Lau vệ sinh cũng gần xong rồi đó các bạn, sạch rồi đó, tương đối sạch rồi đó. Như vậy mình đã vệ sinh cái màn hình thật là sạch rồi đó các bạn. Bây giờ mình vào keo lại cho cái màn hình này các bạn. Đây là những keo mình chuẩn bị sẵn đây rồi. Mình lột keo ra để mình vào lại keo mới cho nó nè. Khi mình vào keo xong thì bây giờ mình tiếp tục cái khâu vào kính cho cái màn hình nha các bạn. Bây giờ mình lột cái lớp ni lông bảo vệ miếng keo này ra khỏi cái màn hình này các bạn.
Giờ mình bỏ vào với cái thanh máy này. Mình bỏ sập cái màn hình vào với cái thanh máy. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái miếng kính mới nè các bạn. Lột luôn miếng ni lông này đi. Rồi, bây giờ mình ốp cái màn hình này lên trên cái thanh máy này, trên cái màn hình này các bạn. Vậy là cái miếng kính và cái màn hình nó đã hít, nhờ cái keo này nó đã hít sơ qua cái chỗ này nè các bạn. Đó, bây giờ mình lấy cái màn hình ra để mình ép, bỏ vào cái máy ép kính mình ép. Bây giờ mình bỏ vào cái máy ép nè, mình ép nè các bạn. À, bây giờ tới cái khâu mình bỏ vào cái máy ép cho nó ép kính hít lại với màn hình nha các bạn. Rồi bây giờ mình để bấm máy cho nó ép lại với nhau nha các bạn. Máy đây gọi là máy hút khí trên không và ép màn hình, ép kính màn hình nữa các bạn. Đó, máy nó đã ép xuống rồi các bạn, ép kính rồi các bạn. Đó, như vậy là máy đã ép xong và nó trả màn hình ra cho mình rồi các bạn. Thì bây giờ mình lấy ra và mình bỏ qua cái máy hút, máy sấy này các bạn. Tiếp tục hút khí trên không nha các bạn. Đây, bỏ vào đây. Đây, bây giờ mình bấm nút cho nó hấp và hút khí trên không tiếp tục. Ở đây cái đồng hồ này nó sẽ chạy tới 10 phút, mình cài chế độ 10 phút đó các bạn. Đó thì nó sẽ chạy hết 10 phút, máy tự động nó ngắt và nó đã hút cái chân công xong. Đó. Sau 10 phút thì máy đó đã ép hút khí chân không và hấp xong rồi nghe các bạn. Bây giờ mình lấy ra nghe các bạn. Mình lấy ra nè. Đó. Để coi thử máy nó hút và nó hấp rồi đã ngon lành chưa. Đó, nó nhìn chung là máy, cái màn hình nó rất là đẹp nha các bạn, không còn một chút bọt tuyết nào trên cái màn hình nha các bạn. Đó. Bây giờ mình đem màn hình qua đây mình ráp cái này, cái máy cho nó hoàn thiện nha các bạn. Bỏ đây. Rồi. Để mình ráp vào cái máy với lại cho nó hoàn thiện. Ở đây thì mình vào keo và hoàn thiện cái màn hình nó vào với cái thanh máy nha các bạn. Mình lỡ tay mình vào keo dính cái lỗ loan các bạn. Làm sạch cái chỗ keo ngay chỗ lỗ loan các bạn. Bây giờ mình vào cái màn hình hoàn thiện với lại cái máy nha các bạn. Bây giờ là mình ráp cái socket màn hình với lại cái thanh máy này dính liền với nhau nè. Đây mình test thử cái màn hình lần cuối nè.
Đó, màn hình nó lên sáng đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình ráp hoàn thiện luôn cho cái máy các bạn. Bây giờ mình ráp ốc hoàn thiện vào cho cái máy nha các bạn. Màn hình nó lên sáng đẹp nha các bạn.